Kính thưa quý vị, chúng tôi là nhóm phóng viên tại trại họp mặt Thăng Tiến 11 thuộc Hội đồng Trung ương Đạo Việt Nam trên toàn thế giới học sinh và các trưởng đã họp mặt tại đây. Tại trại Tem Rider thuộc tiểu bang Virginia, trải qua 10 trại Thăng Tiến, bắt đầu từ Pháp Quốc là trại Thăng Tiến 1, qua tới trại Thăng Tiến 2 ở bên Canada và trại Thăng Tiến 3 ở Hoa Kỳ tại Úc Châu. Và trở lại Hoa Kỳ từ trại Thăng Tiến 6 cho đến nay. Trại Thăng Tiến 11 là trại thứ 2 tại Virginia. Trại Thăng Tiến 6 năm 1998 và bây giờ 2018 sau 20 năm lại trở lại vùng Hoa Kỳ đốn. Trại bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 cho đến ngày 4 tháng 7 năm 2018. Chương trình trại ngày 28 là ngày nhập trại, qua thủ tục nhập trại, nhận đất trại và kết thân với nhau. Tối ngày 28 có hội chợ đêm cho tất cả các người được thưởng thức. Ngày thứ hai của đất trại là ngày 29, là ngày khai mạc. Trong buổi khai mạc có hơn 1.500 hướng đạo sinh cùng sự hiện diện của trưởng chủ tịch Hội đồng Trung ương Đạo Việt Nam là trưởng Võ Thành Nhơn, có sự hiện diện của ông ủy viên châu trưởng vùng Hoa Thịnh Đốn thuộc Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ là ông Les Barron, và đặc biệt là trại trưởng Phạm Ngọc Quế Chi. Sau khi tuyên bố khai mạc là buổi văn nghệ khai mạc rất là đặc sắc với nhiều tiết mục tươi trẻ và năng động. Cũng cùng ngày là ngày truyền thống văn hóa Việt Nam. Tất cả các hướng đạo sinh cũng như trại sinh bận đồng phục cũng như quốc phục của Việt Nam và có những gian hàng bán những thực phẩm của Việt Nam và những trò chơi dân dã của Việt Nam. Buổi tối là buổi lửa trại với những kỹ thuật tân tiến như đưa lửa trại lên cao và mồi lửa xuống thấp cùng những tiết mục rất là đặc sắc. Khi trại sẽ còn tiếp tục qua ngày 30 là những sinh hoạt của các tiểu trại theo ngành, gồm có 4 ngành: Ấu, Thiếu, Thanh và Tráng. Cũng có những đồ vui cho các trại trưởng niên và phụ huynh. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Xin mời quý vị theo dõi. Năm anh đang ở ngay trại Thăng Tiến 11 ở Hay Market và được hân hạnh được tiếp xúc với chị Sang từ San Jose đến xin cho chị biết là chị đã tham gia Thăng Tiến này là bao nhiêu lần và chị đem bao nhiêu người tham gia dự cái ngày hôm nay ạ? Đây là lần thứ nhì em tới dự Thăng Tiến. Mà Liên đoàn Duyên Hồng kỳ này đi là vừa lớn vừa nhỏ là có khoảng trên 55-56 người. Và cái sinh hoạt của chị sắp tới là làm gì ạ? Em đang lại chào cờ xong rồi lại volunteer cho giúp cái ngày ngày bữa nay là ngày khai mạc với mà cái ngày truyền thống. Cũng vui lắm, là tại vì lâu lâu á 4 năm mới được một lần dự cho nên mọi người cũng đang háo hức dữ lắm. Thưa, tôi là Trần Việt Sơn. Tôi là thân hữu của Liên đoàn Duy Tân ở Orlando, Florida. Hôm nay tôi phụ trách tiết mục bói kiều của trong cái ngày văn hóa truyền thống này. Dạ thưa tất cả quý vị, hôm nay là chúng tôi là thuộc về cái làng Bách Hợp Houston, từ Houston bay qua này và tham dự cái trại Thăng Tiến 11 ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là vui khi thấy là rất là đông, tất cả các hướng đạo sinh từ khắp mọi nơi trên thế giới đã tụ tập về đây để mà coi như là có một cái buổi trại thật là đẹp như thế này. Và tôi cũng gửi lời tất cả các em đang sinh sống trên toàn thế giới hãy tham gia cái phong trào hướng đạo, bởi vì phong trào hướng đạo này là để mà coi như rèn luyện cho mình có một cái đức tính tốt để mà làm một con người tốt, và cũng là nơi sinh hoạt cho mọi thành phần của các em. Thì mình cũng mời gọi các em tham gia cái phong trào hướng đạo Việt Nam.
Dạ, và sau đây là Nam Anh gặp một người hướng đạo từ bên Đức qua. Dạ, xin cho biết là cảm tưởng con đến để mà tham dự cái buổi trại thẳng tiến 11. Dạ, cảm ơn chị Hỏi Thăm và cũng xin chào tất cả quý vị. Tôi là Tô Văn Phước, là Gà Lôi. Thường Gà Lôi thì trong hướng đạo ai cũng biết. Trại thẳng tiến không phải là tất cả chúng tôi đều đi, nhưng mà khi đi được thì đều tham dự hết. Tôi dự cũng khoảng là 5-6 cái trại thẳng tiến rồi. Và lúc nào trại thẳng tiến cũng đều là cái nơi mà anh em chúng tôi, tất cả các nơi quy tụ về, vui vẻ với nhau trong mấy ngày. Và thật là tình huynh đệ hướng đạo. Hướng đạo Việt Nam, xin thưa. Dạ, dạ. My name is Kim Anh, Nguyen. I'm in True 5153, part of Yadin. I think just being here, the environment's pretty fun. For Yadin in specific, because we are one of the hosts here. We've been practicing performances and performing in front of everyone. So, yeah. Xin chào, em tên là Kiệt. Liên đoàn của em là Liên đoàn Hồng Vương. Yep. Trại thẳng tiến 11 và rất là vui. Bây giờ mình sẽ làm lễ chào cờ và là những hy vui ở bên trại là mình hiện giờ chưa có gì hồi hấn đã diễn ra hết, nhưng mà ngày mai thì mình có những thanh cung mỗi liên đoàn và sẽ thi đấu với nhau, là cái đó sẽ vui. Rồi xong rồi mình sẽ chia ra để làm gặp nhiều người mới để làm thêm bạn, rồi mình cũng có thi đấu với nhau luôn. Cái khó nhất trong liên đoàn của em là hiện giờ mình có nhiều người nhỏ quá, những trẻ con nó không có biết làm gì hết. Cho nên làm những người lớn giống như là Thanh là phải làm hết, còn thiếu thì người không có làm gì nhiều. Tại vì lúc mà trong trại mình phải làm cái cổng cho những liên đoàn, là thiếu thì không có biết làm nhiều, còn Thanh làm tất cả. Rồi xong rồi hôm nay là phải dọn nhà vệ sinh, cho nên những trưởng lúc nào cũng trông chờ vào Thanh để làm những điều đó. Chúng tôi nhóm thông tin viên tại trại thẳng tiến 11 xin kính chào quý vị.